There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 30 tháng 12, 2014. Trà My kính chào quý vị. Thêm một blogger bị bắt tại Việt Nam. Việt Nam muốn giúp tìm kiếm máy bay AirAsia mất tích. Dịch vụ Gmail bị chặn ở Trung Quốc. Và nhiều tin khác nữa. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Công an Việt Nam vừa bắt giữ thêm một blogger vì những bài viết độc lập thể hiện quan điểm trái chiều với nhà nước. Vụ bắt giữ blogger Nguyễn Đình Ngọc tại Sài Gòn hôm 27 tháng 12 nâng tổng số blogger bị bắt trong vòng một tháng này lên thành 3 người. Đây là một trong những chiến dịch truy quét mạnh tay của Việt Nam giữa các nỗ lực vận động cả trong lẫn ngoài nước kêu gọi Hà Nội hủy bỏ Điều 258 về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Một điều luật bị xem là có nội dung bao quát, nhắm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của công dân. Báo Nhà nước nói, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 khám xét tư gia, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự blogger Nguyễn Đình Ngọc 48 tuổi để điều tra và xử lý các hành vi vi phạm, nhưng không tiết lộ chi tiết về các cáo buộc dẫn tới lệnh bắt giữ này. Trong mấy tuần qua, công an thành phố đã bắt giữ hai ngòi bút phản biện ôn hòa khác là nhà văn Nguyễn Quang Lập, 58 tuổi, chủ trang Quê Choa và blogger Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, tác giả trang blog Người Lót Gạch. Cáo buộc họ đăng tải các bài viết chống nhà nước, chiếu theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Việt Nam lâu nay bị cộng đồng quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới mạnh mẽ chỉ trích việc bỏ tù công dân chỉ vì các hoạt động thực thi quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến ôn hòa. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ông Phil Robertson. Thật sự đáng phẫn nộ. Một lần nữa, chính phủ Việt Nam chứng tỏ họ không hề dung chấp các ý kiến độc lập và quyền tự do ngôn luận của dân chúng. Đây cũng là một chỉ dấu thêm cho thấy nhân quyền tại Việt Nam đang đi trái hướng và rằng Hà Nội không hề coi trọng chính những cam kết của họ với quốc tế qua Công ước Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà họ tự tay ký kết. Human Rights Watch khuyến cáo các nhà tài trợ và cộng đồng quốc tế không thể để mặc những vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng tại Việt Nam. Ông Robertson. Hoa Kỳ dĩ nhiên có vai trò hết sức quan trọng trong việc áp lực Hà Nội phải tôn trọng quyền con người. Nhưng ngoài Mỹ, các nước khác cũng phải đóng vai trò của họ, như Australia, Canada, các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu chẳng hạn, đều phải dùng áp lực và ảnh hưởng của mình, đòi hỏi Việt Nam chấm dứt các chính sách vi phạm nhân quyền. Cộng đồng quốc tế, những nước tham gia hỗ trợ các dự án kinh tế xã hội cho Việt Nam phải hợp lực thúc đẩy điều này. Ông Robertson cho biết Human Rights Watch sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực vận động đa dạng để các điều luật lạm dụng an ninh quốc gia trấn áp nhân quyền của người dân tại Việt Nam phải được hủy bỏ. Chúng tôi dự định tháng Giêng này sẽ mở một trang web đặc biệt về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, tập trung vào các tù nhân lương tâm. Chúng tôi vạch trần thực tế rằng Việt Nam trong tư cách thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phải có trách nhiệm, phải nỗ lực hơn để tiến bộ về nhân quyền, chứ không phải để thụt lùi. Đáng tiếc là kể từ khi bước vào hội đồng này, Hà Nội vẫn tiếp tục các kế sách đàn áp nhân quyền thường xuyên. Trang web của chúng tôi có nội dung bằng cả hai ngôn ngữ Anh Việt sẽ nêu bật các trường hợp cụ thể bị tù đầy vì thể hiện chính kiến tại Việt Nam và kêu gọi mọi người góp sức vận động trả tự do cho họ. Làn sóng bắt bớ về tội danh lạm dụng quyền tự do dân chủ vẫn tiếp diễn tại Việt Nam theo khuyến cáo của tổ chức Phóng viên Không biên giới có trụ sở tại Pháp. Và dường như có phần liên tục mạnh tay hơn sau khi Hà Nội được Washington tháo dỡ một phần lệnh cấm vận võ khí hồi tháng 10 năm nay. Trước phản ứng của quốc tế, chính phủ Việt Nam nhiều lần khẳng định không có tù nhân lương tâm, không bắt giam người bất đồng chính kiến, mà chỉ có những ai vi phạm pháp luật Việt Nam mới bị xử lý. Việt Nam tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ trong công tác tìm kiếm chiếc máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia mất tích từ ngày 28 tháng 12. AirAsia là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở đặt ở Malaysia. Chi nhánh của hãng ở Indonesia điều hành chiếc Airbus 320 chở theo 162 người bị mất liên lạc khi đang trên đường từ thành phố Surabaya của Indonesia tới Singapore. Truyền thông Việt Nam nói, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã liên lạc với người đồng nhiệm phía Indonesia, bày tỏ cảm thông với gia đình các hành khách và ngỏ lời sẵn sàng giúp đỡ nếu có yêu cầu từ nước bạn. Đại diện Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn thuộc Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam, ông Lê Dũng Anh, xác nhận với VOA Việt ngữ.
Phía Việt Nam đã có ý kiến sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm nạn máy bay mất liên lạc của AirAsia. Và đến giờ phút này thì chính phủ Việt Nam như là các cơ quan chức năng chúng tôi cũng chưa nhận được yêu cầu cụ thể nào từ phía nước ngoài. Chúng tôi sẵn sàng theo nguyên tắc thôi, chứ còn về triển khai cho cơ quan cấp dưới chúng tôi thì chúng tôi chưa nhận được một cái yêu cầu cụ thể, nó chưa thể triển khai cụ thể được. Vì nó phải có khi có căn cứ, có tình huống gì cơ. Giới chức cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia nói có thể chiếc phi cơ lâm nạn ngoài khơi bờ biển Indonesia trong biển Java. Trước khi mất liên lạc, phi công điều khiển máy bay đã yêu cầu giới kiểm soát không lưu cho phép bay lên cao hơn 1.800 mét để tránh bão, nhưng bị bác vì có một chiếc khác đang bay trong khu vực. Singapore và Malaysia đã tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ. Trong số các nước đề nghị hỗ trợ có Hoa Kỳ. Trên chuyến bay có 149 người Indonesia, 3 người Nam Triều Tiên, 1 công dân Anh, 1 người Malaysia và 1 người Singapore. Phi hành đoàn ngoài phi công phụ người Pháp, 6 người còn lại đều mang quốc tịch Indonesia. Việt Nam từng tham gia tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích trên chuyến bay từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh hôm 8 tháng 3, chở theo 239 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Nỗ lực của Việt Nam chấm dứt sau một tuần khi Malaysia quyết định dừng việc tìm kiếm máy bay tại Biển Đông. Việt Nam nói đợt đó đã huy động 11 máy bay và 7 tàu cùng với các lực lượng trên bộ, trên biển, lẫn trên không tham gia tìm kiếm. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của Indonesia cho biết chiếc máy bay của hãng AirAsia có khả năng đang nằm dưới đáy biển. Công tác tìm kiếm chiếc máy bay được nối lại vào sáng 29 tháng 12, trong khi thân nhân đau khổ mong đợi những dấu hiệu hy vọng. Quốc tế đã huy động tàu, máy bay và trực thăng vào các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Indonesia đã điều 7 tàu cứu hộ và 3 máy bay trực thăng ở eo biển Karimata và phía tây của đảo Balaton để hỗ trợ sứ mạng tìm kiếm chuyến bay mất tích QZ8501. Nhưng hoạt động tìm kiếm bị cản trở bởi sóng to gió lớn. Kiểm duyệt tự do Internet ở Trung Quốc lại được thắt chặt hơn nữa khi dịch vụ thư điện tử Gmail của Google phần nhiều không thể truy cập được sang ngày thứ tư liên tiếp. Trang mạng greatfire.org theo dõi sự minh bạch trên Internet báo cáo dịch vụ email của Google bị chặn khoảng 81% ở Trung Quốc sau nhiều tháng gián đoạn. Trung Quốc đã cấm những sản phẩm khác của Google như Picasa và YouTube trong nhiều năm, nhưng những vấn đề xảy ra với người dùng Gmail phần lớn bắt đầu vào tháng 6 là dịp kỷ niệm 25 năm cuộc đàn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Thiên An Môn. Kể từ đó, trang greatfire báo cáo là Gmail bị chặn ít nhất là 15 ngày mỗi tháng. Dữ liệu của Google cho thấy sự sụt giảm mạnh về lưu lượng truy cập Gmail ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 26 tháng 12. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ Internet bằng tường lửa, thường nhắm vào những website nước ngoài, gồm Facebook và Twitter. Đồng rút của Nga ngày 29 tháng 12 giảm mạnh sau một báo cáo của chính phủ cho thấy nền kinh tế nước này sụt giảm trong tháng 11 và dự đoán là sẽ giảm 4% vào năm sau. Vào ngày thứ hai, có lúc đồng rúp của Nga trượt giá 6% xuống mức 56 rúp đổi 1 đô la. Đây là lần đầu tiên kinh tế Nga suy giảm kể từ năm 2009 và sau khi giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Nga giảm mạnh. Kinh tế cũng bị ảnh hưởng do những biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan tới những hành động của Moscow tại Ukraine. Những biện pháp này cản trở đầu tư nước ngoài vào Nga và khiến cho các công ty Nga gặp khó khăn khi vay tiền từ những nguồn ở phương Tây. Những vấn đề kinh tế của Nga đã khiến cho nhiều nhà đầu tư rút tiền của họ ra khỏi nước này và khuyến khích người dân đổi đồng rúp sang những ngoại tệ khác ổn định hơn. Với việc nhiều người bán và ít người mua đồng rúp, giá trị của đồng tiền này giảm xuống đáng kể. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Các nhà khảo cứu phát hiện rằng não bộ của trẻ em lớn lên trong cảnh nghèo khó, xử lý các âm thanh khác với trẻ em khá giả hơn. Nhưng một cuộc khảo cứu cho thấy học nhạc có thể điều chỉnh được não bộ để trẻ em trong cảnh nghèo xử lý tốt hơn những gì nghe thấy. Thông tin viên VOA ghi nhận chi tiết từ thành phố Los Angeles, nơi có một chương trình học nhạc được gọi là dự án Harmony. Mời quý vị cùng theo dõi.
Em Karina Reyes, 17 tuổi, bắt đầu mê say khi nhìn thấy cây kèn trombone. Em đoán là do âm thanh, cảm giác khi chạm vào nó và cái bề ngoài của cây kèn, và con gái thường ít chơi loại nhạc cụ này. Trong thời gian 5 năm vừa qua, Reyes đã tham gia một chương trình nhạc miễn phí có tên là dự án Harmony. Mục tiêu ban đầu của chương trình là để giúp các em sống trong những khu nghèo khó, thường là bạo lực, không gặp cảnh rắc rối, nhờ tiếp tục đi học và tiếp tục trung học. Nhưng cũng có một kết quả bất ngờ. Từ năm 2008, 93% học sinh sắp tốt nghiệp trung học đã ra trường trong 4 năm và theo bậc đại học ở các trường như Dartmouth, Tulane, New York University. Người sáng lập dự án Harmony, bà Margaret Martin, nói một số học sinh cũng theo đuổi các bằng kỹ thuật neuroscience như khoa học về thần kinh để chuẩn bị vào y khoa, xây dựng, kỹ thuật y học, nhân chủng học. Chúng tôi thậm chí còn có em được học bổng Fulbright nữa. Thật không ngờ. Không ngờ cho đến khi các nhà khảo cứu đặt những thiết bị cảm biến lên đầu các em và đo lường phản ứng của các em với âm thanh trước và sau khi học nhạc trong dự án Harmony. Nhà khoa học thần kinh Nina Kraus nói họ nhận thấy trẻ em nghèo xử lý âm thanh khác với các bạn đồng khóa khá giả hơn. Bà Kraus nói chuyện với đài VOA qua Skype. We found that the neural signature for... Chúng tôi nhận thấy dấu hiệu thần kinh của sự nghèo khó là trẻ em xử lý chi tiết các âm thanh kém chính xác hơn. Nhưng khi chúng bắt đầu học nhạc, thì có một sự thay đổi nào đó sau 2 năm. Vì thế, chúng tôi có thể xác định rằng trẻ em tham gia vào các lớp học nhạc có các hệ thống thần kinh phản ứng lại với những âm thanh trong lời nói một cách chính xác hơn. Có một tác động về liều lượng. Vì thế, trẻ em dành nhiều giờ tham gia vào các lớp học nhạc hơn là những em chứng tỏ có tiến bộ nhiều nhất. Bà Kraus nói mà dựa thêm cách chúng xử lý âm thanh là điều quan trọng cho việc học hỏi và thông tin liên lạc. Nếu chúng ta muốn tỏ ra nghiêm túc về việc thu hẹp khoảng cách biệt về thành tích tại các trường học ở Hoa Kỳ giữa những em học sinh giàu và nghèo, chúng ta sẽ đưa các chương trình học các nhạc cụ vào mọi trường tiểu học, từ lớp mẫu giáo đến lớp 5. Bà Nina Kraus nói cuộc khảo cứu của bà với dự án Harmony chỉ khảo cứu một nhóm nhỏ các học sinh. Chúng tôi nói về con số khoảng 100 ở đây, 100 ở đó. Đây là các cuộc khảo cứu có quy mô tương đối nhỏ. Bà mong muốn các nhà khảo cứu khác mở rộng cuộc khảo cứu đến hàng ngàn học sinh ở nhiều địa điểm khác nhau. Nhưng nhiều người trong số các nhạc sĩ trẻ thuộc dự án Harmony cho rằng họ là những bằng chứng sống cho thấy âm nhạc giúp họ cải thiện thành tích học tập. Sau dự án Harmony, tôi tìm ra được một sự hiểu biết mới, đến lớp tham gia, có đầu óc cởi mở, các cuộc thảo luận, nói chuyện với giáo viên của tôi, giao tiếp. Toán học dường như dễ hơn vì các nhịp điệu, dễ đếm hơn, dễ tính toán hơn. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy một số tiến bộ về âm nhạc. Thành quả của em Karina khiến mẹ em rất hãnh diện. Tôi thích lắm, tôi rất mừng cháu được theo lớp nhạc này. Đối với em Reyes và các học sinh khác ở đây, chúng không những chơi nhạc để đạt thành tích tốt hơn ở trường. Chúng còn đến đây bởi vì yêu thích các nhạc cụ và tình bạn hình thành qua âm nhạc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video trên voatiếngviệt.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.